Ông Nhung xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức Hành trình tương lai. Kính chúc quý vị một tuần mới tràn ngập năng lượng tích cực và luôn bình an. Ngay sau đây là nội dung trong bản tin hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng 5. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Dông lốc nhấn chìm hàng chục tàu thuyền, 3 người mất tích. Bộ Y tế vào cuộc, vụ đỉa bơi trong bình nước nguyên tem mác cung cấp cho trường mầm non. Sạt lở làm hư hỏng cuốn trôi 10 nhà dân bên sông Cần Thơ. Sau tăng giá điện, Hà Nội dự kiến tăng giá nước sạch từ tháng 7. Nghi án người đàn ông mua xăng đốt nhà người tình gây rúng động ở Biên Hòa. Đắk Lắk, nguyên chi cục trưởng thi hành án tử vong tại nhà xe cơ quan. Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong bệnh viện. Tiểu thương mới cho tìm vàng sau vụ cháy chợ huyện Ia Súp, Đắk Lắk. Chủ xe bỏ quên chiếc Rolls Royce hơn 40 tỷ đồng tại cảng Hải Phòng. Chùm hàng giả chi 20 tỷ chạy điều chuyển giám đốc tỉnh An Giang đi nơi khác. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Báo VN Express đưa tin, những ngày qua, Bắc Trung Bộ là tâm điểm nắng nóng của cả nước. Huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An ngày 7 tháng 5 nóng 44,2 độ C, cao nhất từ trước đến nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhiều tỉnh khác cũng nóng 40-41 độ C. Đến sáng ngày 8 tháng 5, không khí lạnh tràn xuống. Sự xung đột giữa hai luồng không khí lạnh và nóng làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc. Trong đó, dông lốc rạng sáng ngày 8 tháng 5 khiến 13 tàu thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị nhấn chìm trên biển, 3 người mất tích. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 5, tại vùng biển xã Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị, vợ chồng ông Nguyễn Công Toan, 54 tuổi và Nguyễn Thị Toán, 49 tuổi, cùng chú tại xã Triệu Độ, đang đánh cá trên biển thì bị dông lốc nhấn chìm thuyền, cả hai mất tích. Cũng rạng sáng cùng ngày, tại vùng biển huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, hai thuyền máy của hai ngư dân xã Vĩnh Thái bị dông lốc nhấn chìm, ngư dân đã bơi vào bờ an toàn. Tương tự tại vùng biển xã Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, 9 thuyền cá với 10 ngư dân ngư thủy Bắc bị dông lốc nhấn chìm khi đánh bắt cách bờ 3 đến 5 hải lý lúc rạng sáng. 9 người bơi được vào bờ, riêng ông Nguyễn Văn Thoảng, 54 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc mất tích. Khoảng 2 giờ 30 phút, hai tàu cá đang neo đậu trên biển ở xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế thì bị dông lốc làm đứt neo. Một tàu bị đánh chìm gần bờ xã Phú Thuận, một tàu trôi dạt vào gần bờ biển xã Phú Hải. Hiện biên phòng phối hợp cảnh sát biển và nhiều lực lượng ở địa phương tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích, trục vớt tàu thuyền bị đắm. Liên quan đến vụ phát hiện đĩa bơi trong bình nước uống đóng sẵn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 8 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã ký ban hành gửi Sở Y tế Quảng Bình đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm về sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn. Trước đó vào hôm 28 tháng 4, các giáo viên tại trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy khi đưa ra một số bình nước mới mua từ công ty cổ phần nước khoáng B, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho học sinh sử dụng thì phát hiện một con đĩa trong bình nước 20 lít vẫn còn nguyên tem. Khi lắc bình nước, con đĩa bằng đầu đũa bắt đầu ngoe nguẩy di chuyển. Trường đã mời đại diện xã đến làm việc và có báo cáo cụ thể. Theo cô Dương Thị Thúy Hà, hiệu trưởng của nhà trường, trước đó trường thường mua bình nước loại 20 lít của công ty trên cho học sinh uống. Đợt mua gần nhất ngày 25 và 28 tháng 4, khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì xảy ra sự việc trên. Sau đó trường đã dừng việc mua sử dụng nước đóng bình của công ty này. Theo thông tin từ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra ven sông Cần Thơ thuộc địa bàn ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh gây thiệt hại lớn cho người dân. Theo đó, vụ sạt lở diễn ra vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 8 tháng 5 khiến 10 căn nhà của người dân thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền bị mất một phần do sạt lở. Ông Huỳnh Tài Lợi, 58 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, một trong những hộ dân bị sạt lở cho biết, sự việc xảy ra vào giờ khuya nhưng đã có những dấu hiệu báo trước. Nhờ vậy, ngay khi có tiếng động sạt lở, gia đình ông đã tức tốc sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc không kịp dọn đã bị cuốn trôi. Theo ông Nguyễn Quý Ninh, chi cục trưởng chi cục Thủy lợi Cần Thơ, qua khảo sát sơ bộ tại hiện trường vụ sạt lở, cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều vết nứt xuất hiện, trong đó có nhiều vết nứt sát với tỉnh lộ 923 dọc theo sông Cần Thơ. Do vậy, rất có thể sạt lở sẽ còn tiếp diễn. Các biện pháp khắc phục sạt lở trước mắt là ưu tiên hỗ trợ người dân trong vùng sạt lở, đe dọa, di rời đến nơi ở mới tạm thời, sau đó sẽ triển khai thực hiện các chính sách có liên quan để ổn định cuộc sống cho người dân. Truyền thông trong nước đưa tin, Sở Tài chính Hà Nội vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo tờ trình, giá bán lẻ nước sinh hoạt hiện nay sẽ tăng từ 5.973 đồng một mét khối lên 7.500 đồng một mét khối bắt đầu từ tháng 7 tới đây và lên mức 8.500 đồng một mét khối vào năm 2024.
Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng một mét khối nếu sử dụng trên 30 mét khối một hộ mỗi tháng. Qua khảo sát, nhu cầu dùng nước thực tế tại Hà Nội ở khu vực nội thành đang ở mức 100-150 lít mỗi ngày một người. Như vậy, mỗi hộ gia đình sẽ dùng từ 10-16 mét khối mỗi tháng, tương đương số tiền phải chi trả thêm là 15-26.000 đồng một tháng. Tại khu vực nông thôn, mức dùng 50-70 lít một ngày của mỗi người trong một hộ gia đình sẽ sử dụng từ 6-8 mét khối một tháng, nên số tiền họ phải chi trả thêm là 10-13.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Công an thành phố Biên Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ dùng xăng đốt nhà người tình khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 7 tháng 5, lửa bùng lên dữ dội tại tiệm bán cá Cảnh trên đường Hà Di Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. 3 người chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng bị bỏng. Cảnh sát chữa cháy điều 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Sau gần 1 giờ, hỏa hoạn được khống chế, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực tầng trệt. Qua lời khai của các nhân chứng và nội dung camera an ninh ghi lại, cảnh sát xác định thi thể cháy đen là ông Phan Hoàng Uy Vũ, 48 tuổi, người tình của bà Diệp Ngọc Bích, 43 tuổi, chủ tiệm cá Cảnh. Ông này cũng là người mang xăng đến đây phóng hỏa. Theo điều tra, hai người có quan hệ tình cảm nhiều năm nay, nhưng một năm trước bà Bích đã đề nghị chấm dứt. Thời gian gần đây, ông Vũ ghen tuông vì cho là bà Bích có người đàn ông khác. Do đó, vào chiều ngày 7 tháng 5, ông Vũ chạy xe máy chở can xăng 10 lít qua nhà bà Bích ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, nhưng không thấy ai nên tưới xăng đốt. Sau đó, Vũ chạy ra tiệm bán cá Cảnh nơi gia đình bà Bích thuê tại tầng trệt để kinh doanh. Vũ tiếp tục tưới xăng đốt tiệm. Con rể bà Bích lao đến can ngăn nhưng không kịp. Lửa bùng lên bao trùm căn nhà khiến con rể, con gái và người cháu của bà Bích bỏng nặng, may mắn chạy thoát ra ngoài. Riêng Vũ bị kẹt trong biển lửa, toàn bộ tài sản trong tiệm bị thiêu rụi. Truyền thông nhà nước đưa tin, giới chức huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông TDH sinh năm 1965, nguyên chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Bông vừa qua đời bất thường tại cơ quan từng làm việc. Theo thông tin ban đầu, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, ông H xin nghỉ việc và đã được cấp trên đồng ý cho nghỉ việc từ ngày 28 tháng 4 vừa qua. Trong khoảng thời gian đó, ông H đang thực hiện công tác bàn giao công việc nên vẫn thường tới cơ quan. Khoảng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 7 tháng 5, gia đình không thấy ông H về nên tới trụ sở chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Bông để tìm. Lúc này, người nhà tá hỏa phát hiện ông H đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe của cơ quan. Cũng theo tin trong nước, mấy ngày trước, tâm lý của ông H không ổn định. Trong đêm ngày 7 tháng 5, thi thể ông H được đưa về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để lo hậu sự. Được biết, ông H liên quan đến một vụ việc mà cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra. Báo Lao Động đưa tin, trước tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện theo dõi đánh giá lâm sàng các ca COVID-19 nặng, gửi xét nghiệm giải trình tự gen, đồng thời bảo đảm đủ thuốc, trang bị y tế trong công tác điều trị nói chung và điều trị COVID-19. Bộ Y tế cũng yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, v.v. Khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật. Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bảo đảm môi trường sạch đẹp. Liên quan đến vụ cháy chợ huyện Ia Súp, Đắk Lắk khiến hàng trăm kiosk, điểm kinh doanh bị thiêu rụi, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại vụ cháy chợ. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện. Sau khi đám cháy được dập tắt, nhiều tiểu thương buôn bán vàng bạc tại chợ biên giới Ia Súp, Đắk Lắk đã cố gắng bới gạt từng hạt tro bụi để tìm lại hàng hóa. Chị Ngô Thị Tố Trâm, một tiểu thương bán vàng tại chợ Ia Súp cho biết, gia đình chị là người bị thiệt hại nhiều nhất, khoảng 200 triệu tiền vàng và hơn 600 triệu tiền chăn ga, gối đệm. Chị Trâm chia sẻ, khi lửa được dập xong, gia đình chúng tôi ra nhặt vàng bạc lại nhưng bị hư hỏng rất nhiều, còn chăn ga, gối đệm bị cháy hoàn toàn. Qua thống kê ban đầu, có 80 điểm kinh doanh các mặt hàng quần áo, giày dép và đồ gia dụng, 150 điểm kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng trái cây bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại lên đến cả 100 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết chiếc xe Rolls-Royce cập bến tại cảng Hải Phòng từ tháng 7 năm ngoái nhưng hiện không có người đến nhận. Tới nay đã quá hạn lưu kho 104 ngày. Đây không phải là lần đầu tiên Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ đăng thông tin này. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, cơ quan này cũng đã đăng thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe sang nói trên.
Chiếc xe SUV siêu sang Rolls-Royce có giá lăn bánh đến 40 tỷ đồng là một trong các xe đắt đỏ nhất trên thế giới. Trước đây, các cảng ở Hải Phòng, Đà Nẵng cũng có tình trạng siêu xe bị bỏ sau khi nhập cảnh trong thời gian dài. Nguyên nhân thường là phía nhận xe không thu xếp được tiền để nộp thuế hay có vi phạm quy định về nhập khẩu. Theo quy định hiện hành, đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày tại kho bãi, cảng, cửa khẩu đã hết thời hạn thông báo tìm chủ nhưng không có người đến nhận hàng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định của pháp luật, trong đó có quy định xung công quỹ thông qua bán đấu giá. Sáng ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ chi 20 tỷ đồng để điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, trong vụ án này, bị cáo Trần Chí Mãnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn và Sản xuất Gia Thịnh bị truy tố về tội đưa hối lộ. Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trong, ngụ tại Quảng Ngãi, Hoàng Thị Tâm, ngụ thành phố Hà Nội, Vũ Văn Quý, ngụ tại Hải Phòng cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Theo cáo trạng, Trần Chí Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Do Mãnh lo sợ việc Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi, nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Do đó, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc điều chuyển cán bộ nói trên, nhưng không ngăn cản mà lại tạo điều kiện sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận vụ việc. Sau đó, Trọng và Tâm tiếp tục nhờ Quý thực hiện. Quý cũng không có khả năng thực hiện nhưng vẫn nhận lời yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được, nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó, Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của Mãnh. Sau đó thì Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 9 tháng 3, Quý, Trọng, Tâm đến cơ quan công an đầu thú, sau đó lần lượt cả 4 bị cáo Trọng, Tâm, Mãnh và Cảnh bị khởi tố. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Ngập lụt nặng, 14.000 người ở Giang Tây, Trung Quốc di rời khẩn cấp. Phong trào kêu gọi toàn thế giới phá bỏ bức tường Berlin trên Internet của chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc xếp thứ 2 từ dưới lên trong bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới. Chính phủ Anh bị chỉ trích vì mời Phó Chủ tịch Trung Quốc dự lễ đăng quang của vua Charles III. Wagner có bước tiến mới ở Bakhmut, Kiev muốn lấy lại nhà máy điện Zaporizhia. Công tố viên, Nga đã sát hại 480 trẻ em, làm bị thương 964 người kể từ khi bắt đầu xâm lược. Thủ tướng Nhật thăm Hàn Quốc tăng cường quan hệ giữa mối đe dọa từ Triều Tiên. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm. 400 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Congo. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo Thời báo Hoàn Cầu, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến hơn 497.000 người và buộc 14.000 cư dân địa phương phải di rời. Dữ liệu do Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây công bố cho thấy, hàng chục huyện và thành phố tại đây đã trải qua những trận mưa lớn, dẫn đến ngập lụt ở các khu vực miền núi và làng mạc trong tỉnh kể từ hôm 4 tháng 5. Cùng lúc đó, tổng cộng 21 con sông ở miền Nam Trung Quốc, gồm cả những con sông ở tỉnh Giang Tây đã có mực nước lũ vượt mức cảnh báo. Tại Nghi Xuân ở tỉnh Giang Tây, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một con đê đã bị vỡ làm ngập 4 ngôi làng ở hạ lưu, khiến hơn 200 cư dân phải giải cứu. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, sẽ có mưa lớn, sấm sét và gió lớn trên khắp các khu vực khác của Trung Quốc, đồng thời có nguy cơ lũ lụt và lở đất ở Giang Tây, Phúc Kiến và Quảng Đông trong những ngày tới. Truyền thông quốc tế đưa tin, trước thềm ngày tự do báo chí thế giới, ông Kiều Hâm Hâm, người sáng lập phong trào phá bỏ bức tường Internet tại Trung Quốc, đã kêu gọi cư dân mạng trên toàn thế giới đoàn kết lại và cùng nhau phá bỏ bức tường lửa của chính quyền Trung Quốc. Được biết, trong 2 tháng qua, để đối phó với bức tường lửa của Trung Quốc, hay còn được gọi là vạn lý tường lửa, chặn truy cập từ Trung Quốc và các thông tin và bản tin mạng ở nước ngoài, một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền người Hoa ở nước ngoài đã tích cực thực hiện các chiến dịch phá bỏ bức tường này. Những người khởi xướng phong trào gọi bức tường ảo cô lập hơn 1 tỷ người dùng Internet tại Trung Quốc đại lục này là bức tường Berlin điện tử, đồng thời ví không gian mạng cục bộ bên trong bức tường như một nhà tù điện tử.
phong trào phá bức tường cho biết để duy trì chế độ độc tài toàn trị tàn bạo của mình, chính quyền Trung Quốc đã chi một khoản tiền khổng lồ để xây dựng và vận hành bức tường lửa, cố tình cô lập 1,4 tỷ người ở Trung Quốc với hơn 6 tỷ người bên ngoài bức tường trong một thời gian dài. Là một mắt xích quan trọng trong việc triển khai cuộc chiến thông tin chống lại thế giới tự do và dân chủ, và đã phạm tội ác chống lại loài người. Một trong những yêu cầu của phong trào là đưa những nhân vật hàng đầu của chính quyền Trung Quốc chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành tường lửa này ra tòa án hình sự quốc tế ở The Hague, Hà Lan, dựa trên việc thu nhập đầy đủ bằng chứng. Truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc giữ vị trí thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới mới nhất do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố vào ngày 3 tháng 5. Cụ thể, Trung Quốc xếp từ vị trí thứ 179 trong số 180 quốc gia và khu vực về thực trạng tự do báo chí trên Triều Tiên một bậc. Trong khi đó, Hồng Kông do Trung Quốc kiểm soát đứng thứ 140 về chỉ số tự do báo chí. Hiện thực trạng tự do báo chí tại Hồng Kông được xếp vào loại khó khăn, trong khi Trung Quốc đại lục được xếp vào loại rất nghiêm trọng. Được biết, chỉ số tự do báo chí thế giới xếp hạng các quốc gia và khu vực theo 5 hạng mục: bối cảnh chính trị, khuôn khổ pháp lý của khu vực tài phán, bối cảnh kinh tế, bối cảnh văn hóa xã hội và mức độ an toàn. Báo cáo chỉ số tự do báo chí thế giới năm nay miêu tả Trung Quốc là nhà tù lớn nhất thế giới đối với các nhà báo và người ủng hộ tự do báo chí, đồng thời là một trong những nước xuất khẩu nội dung tuyên truyền lớn nhất thế giới. Theo báo cáo trên, tại Trung Quốc, các nhà báo và blogger độc lập dám đưa tin nhạy cảm thường bị chính quyền theo dõi, sách nhiễu, giam giữ và trong một số trường hợp còn bị tra tấn. Trong khi đó, Nga, đồng minh của Trung Quốc, cũng bị tụt hạng trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm nay. Nước này đứng thứ 164, kém 9 bậc so với vị trí của họ vào năm ngoái. Thưa quý vị, chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa bị chỉ trích vì mời một quan chức cấp cao của Trung Quốc, người chịu trách nhiệm về các hoạt động vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông, đến dự lễ đăng quang của vua Charles III. Cụ thể, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn chính là một trong số các chức sắc từ khắp nơi trên thế giới được mời đến tu viện Westminster để tham dự lễ đăng quang của vua Charles III. Trong đó, ông Hàn là người của chính quyền Trung Quốc, chịu trách nhiệm chỉ đạo các vấn đề về Hồng Kông từ năm 2018 đến tháng 3 năm nay. Trong thời gian đó, chính quyền Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia, đàn áp phe đối lập và phạt án hình sự những người bất đồng chính kiến tại Hồng Kông. Việc chính phủ của Thủ tướng Sunak mời ông Hàn đến dự lễ đăng quang của vua Charles III đã nhận phải chỉ trích mạnh mẽ từ những người thuộc đảng bảo thủ của Anh. Cụ thể, ông Ian Duncan-Smith, cựu lãnh đạo đảng bảo thủ của Anh, nói rằng Hàn chính là người phải chịu trách nhiệm về việc phá vỡ hiệp ước quốc tế Trung-Anh. Việc để ông ta đến Anh là điều không thể chấp nhận được. Còn theo ý kiến của nghị sĩ đảng bảo thủ Tim Lawton, thì sự hiện diện của ông Hàn là sự xúc phạm đối với những người yêu tự do của Hồng Kông. Được biết, lời mời dự lễ đăng quang của Hoàng gia Anh được gửi tới hầu hết mọi nguyên thủ quốc gia mà Vương quốc Anh có quan hệ ngoại giao đầy đủ. Nhưng Nga đã không có đại diện tại buổi lễ và cả Belarus, đồng minh của Nga, cũng vậy. Các quốc gia khác không được mời tham dự buổi lễ bao gồm Iran, Myanmar, Afghanistan, Syria và Venezuela. Tổ chức Ân xá Quốc tế Vương quốc Anh, một tổ chức nhân quyền, đã đặt câu hỏi về việc Anh quyết định mời đại diện của Trung Quốc. Bà Polly Truscott, cố vấn chính sách đối ngoại của tổ chức, cho biết nếu việc không mời một số quốc gia nhất định là biểu hiện của sự phản đối ngoại giao của Vương quốc Anh, thì lời mời tới ông Hàn chính gửi đi thông điệp nguy hiểm rằng chính phủ Vương quốc Anh sẵn sàng bỏ qua hồ sơ nhân quyền đáng sợ của Trung Quốc để đổi lấy ảnh hưởng và thương mại. Thưa quý vị, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, mới đây cho biết lực lượng này đã đạt được những bước tiến mới tại Bakhmut, Ukraine. Cụ thể, ông Prigozhin cho hay các đơn vị của Wagner đã tiến thêm 280m theo nhiều hướng khác nhau ở Bakhmut. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến công và chờ cung cấp đạn dược. Được biết trước đó, ông Prigozhin đã rút lại tuyên bố rời khỏi thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Trong một thông báo trên Telegram, nhà lãnh đạo Wagner nói tập đoàn này đã nhận được một chỉ thị quân sự, trong đó quân đội Nga cam kết cung cấp đủ đạn dược và vũ khí để Wagner tiếp tục hoạt động ở Bakhmut. Tại một diễn biến khác, ông Vladimir Rogov, thành viên hội đồng chính quyền Zaporizhia, tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tái kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong cuộc phản công sắp tới. Ông Rogov mô tả kế hoạch của lực lượng Ukraine bao gồm nỗ lực vượt sông Dnipro và giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nhằm tạo ra lợi thế ở tả ngạn. Kiev không che giấu điều đó. Theo ông Rogov, chiến lược và chiến thuật trong cuộc phản công sắp tới của lực lượng vũ trang Ukraine được phát triển bởi các chuyên gia từ Mỹ và Anh. Hãng tin Reuters cho biết Ukraine dự kiến sẽ sớm bắt đầu một cuộc phản công để giành lại những vùng lãnh thổ do đối phương kiểm soát, bao gồm cả Zaporizhia.
Theo cập nhật mới nhất của Văn phòng Tổng công tố Ukraine, Nga đã sát hại 480 trẻ em Ukraine từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Con số thương vong dự kiến sẽ cao hơn vì thống kê hiện tại không bao gồm dữ liệu từ các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng hoặc nơi chiến sự đang diễn ra. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, số thương vong cao nhất được ghi nhận ở các tỉnh Donetsk và Kharkiv. Đầu tháng 4, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc xác nhận rằng ít nhất 501 trẻ em đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện của Nga. Trong khi đó, khoảng 1.000 trẻ em bị thương tích kéo dài, bao gồm cả những vết thương kéo dài suốt đời. Ngoài ra, 403 trẻ em được coi là mất tích. Theo Cơ sở Dữ liệu Quốc gia Ukraine, gần 19.400 trẻ em Ukraine đã bị cưỡng bức trục xuất sang Nga. Một báo cáo do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu mới công bố vào ngày 4 tháng 5 nhận định việc trục xuất hàng loạt và cưỡng bức đưa trẻ em Ukraine đến các khu vực bị chiếm đóng và lãnh thổ của Nga có thể bị coi là tội ác chống lại loài người. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây đã tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc để gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, khi hai nhà lãnh đạo tìm cách hàn gắn quan hệ giữa các mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Được biết, chuyến thăm song phương của ông Kishida vào hôm Chủ nhật là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Seoul sau 12 năm. Đây được xem là màn đáp lễ chuyến đi tới Nhật Bản hồi tháng 3 của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ông Kishida nói với các phóng viên trước khi khởi hành đến Seoul rằng: "Tôi hy vọng sẽ có một cuộc trao đổi quan điểm cởi mở với Tổng thống Yoon dựa trên mối quan hệ tin cậy của chúng ta." Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, ông Yoon và ông Kishida sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, an ninh kinh tế và quan hệ tổng thể giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các vấn đề quốc tế chưa xác định khác. Các quan chức Hàn Quốc cũng hy vọng rằng Thủ tướng Nhật Bản sẽ có một số cử chỉ để đáp lại những nhượng bộ mà chính phủ của Tổng thống Yoon đã đưa ra trong mối thù truyền kiếp về lao động cưỡng bức tại thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Ông Kishida nói với các phóng viên trước khi khởi hành đến Seoul rằng: "Tôi hy vọng sẽ có một cuộc trao đổi quan điểm cởi mở với Tổng thống Yoon dựa trên mối quan hệ tin cậy của chúng ta." Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, ông Yoon và ông Kishida sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, an ninh kinh tế và quan hệ tổng thể giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các vấn đề quốc tế chưa xác định khác. Các quan chức Hàn Quốc cũng hy vọng rằng Thủ tướng Nhật Bản sẽ có một số cử chỉ để đáp lại những nhượng bộ mà chính phủ của Tổng thống Yoon đã đưa ra trong mối thù truyền kiếp về lao động cưỡng bức tại thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Thưa quý vị, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tiếp tục giảm trong khảo sát của hãng ABC News và tờ Washington Post gần 2 tuần sau khi ông Biden tuyên bố tái tranh cử. Cụ thể, kết quả khảo sát mới cho thấy 36% người được hỏi tán thành công việc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, giảm so với tỷ lệ 42% hồi tháng 2. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ ông Biden là 56%. 68% người khác thì cho rằng ông Biden quá già để làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ. Về cuộc bầu cử năm 2024, 44% nói họ chắc chắn hoặc có thể bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người tham gia khảo sát cũng cho rằng ông Trump, 76 tuổi, có sức khỏe thể chất và minh mẫn hơn. 54% cho rằng ông Trump quản lý kinh tế Mỹ tốt hơn so với ông Biden. Được biết, khảo sát trên được thực hiện qua điện thoại từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha với 1.006 người trưởng thành ngẫu nhiên ở Mỹ. Kết quả có sai số 3,5 điểm phần trăm. Hãng ABC News đưa tin số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở miền đông Congo đã tăng lên đến gần 400 người. Cụ thể, ông Thomas Bakenga, người quản lý lãnh thổ Kalehe, nơi có các ngôi làng bị ảnh hưởng, cho biết ít nhất 394 thi thể đã được tìm thấy sau trận lũ lụt tuần trước. Được biết, mưa lớn ở vùng Kalehe thuộc tỉnh Nam Kivu từ hôm 4 tháng 5 đã khiến các con sông tràn bờ, gây lở đất nhấn chìm các làng Pushushu và Nimukubi ở Congo. Ông Bakenga nói thêm rằng 142 thi thể đã được phát hiện tại Pususu, 132 tại Nimabukubi và 120 được tìm thấy trôi dạt trên hồ Kivu gần Idiwi. Dự kiến Congo sẽ tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt và lở đất. Cả nước này sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng. Được biết, thảm họa ở miền đông Congo xảy ra 2 ngày sau khi lũ lụt khiến ít nhất 131 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà ở nước láng giềng Rwanda. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị tiếp tục theo dõi và nhân sinh cảm ngộ quý vị nhé! Thưa quý vị thân mến, chúc phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Hồng Nhung suy ngẫm với chủ đề Quan cao lộc hậu của một người do ai quyết định. Người xưa coi trọng việc con người sống phải bằng lòng với số mệnh, vui với mệnh trời ban.
người nghịch thiên cãi mệnh sẽ không có kết quả tốt. Còn riêng đối với những người tu luyện, điều họ coi trọng là tùy kỳ tự nhiên, thuận theo tự nhiên, bởi vì họ tin tưởng rằng mọi thứ đến và đi trong cuộc đời con người đều đã được định trước cả rồi. Câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy mỗi người sinh ra trên đời đều có an bài, mọi sướng khổ vinh nhục của đời người đều có nguyên do. Chức sắc của chúng ta do ai quyết định? Trong cuốn Triều Dã Thiêm Tải có ghi chép rằng, năm đó Ngụy Trưng còn chưa trở thành quan tể tướng của nhà Đường. Ông từng đảm nhận chức phó xạ. Khi ấy có hai người làm việc dưới quyền của ông. Một hôm, Ngụy Trưng tình cờ nghe được câu chuyện của hai người giúp việc khi họ đang nói chuyện với nhau. Một người nói, chức sắc của chúng ta đều là do ông già ấy, ý chỉ Ngụy Trưng, quyết định cả đấy. Người kia lại nói rằng là do ông trời quyết định chứ. Thế là ngay ngày hôm sau, Ngụy Trưng liền viết một bức thư rồi sai người tin rằng mệnh của mình là do ông già ấy quyết định đưa đến phủ thị lang. Nội dung trong lá thư này là ban tặng cho người mang lá thư này một chức quan tốt trong triều đình. Người này không biết trong lá thư ấy viết những gì. Tuy nhiên, ngay sau khi bước ra khỏi cửa thì liền cảm thấy đau tức ngực. Vì vậy, người này đã nhờ người kia, người mà tin rằng mệnh là do trời quyết định, và nhờ chuyển lá thư đi giúp. Hôm sau, người tin vào mệnh trời đã được ban cho chức quan tốt và được giữ lại đảm nhận chức vị ngay lập tức. Khi Ngụy Trưng biết được sự việc này, ông không khỏi cảm thán mà thốt lên rằng chức sắc bổng lộc của một người quả thực là do trời định, thật không sai chút nào. Một câu chuyện nữa xảy ra vào thời Ấn Độ cổ. Năm đó, ở Ấn Độ có một hoàng hậu tên là Moli, vợ của quốc vương Pasenadi. Một hôm, quốc vương hỏi hoàng hậu, trên đời này, ai là người nàng yêu thương nhất? Nhà vua tin chắc hoàng hậu sẽ nói người đó chính là mình. Tuy nhiên, hoàng hậu lại đáp, người thiếp yêu nhất là bản thân thiếp. Quốc vương nghe xong thì rất không vui. Ông nói, nàng có cuộc sống sung sướng như vậy, mọi thứ nàng dùng hàng ngày tốt đẹp như vậy đều là do ta ban cho. Hoàng hậu đáp, không phải vậy, Đức Phật nói với thiếp, đó là phúc đức mà bản thân tích được, không phải là ngài ban cho thiếp. Vua Pasenadi vô cùng tức giận, ông muốn chứng minh cho hoàng hậu biết rằng tất cả mọi thứ nàng có đều là do quốc vương ban cho. Vì vậy, ông cố ý tặng cho hoàng hậu một chiếc nhẫn kim cương, rồi đợi buổi tối, nhân lúc hoàng hậu ngủ say, lấy chiếc nhẫn kim cương mới tặng ném xuống sông. Sáng hôm sau, lúc hoàng hậu đến, quốc vương liền cố tình hỏi, chiếc nhẫn kim cương ta tặng nàng hôm qua sao không thấy đeo nữa? Hoàng hậu Moli đáp, hôm qua lúc đi ngủ, không biết thiếp đã để chỗ nào mà giờ không thấy nữa rồi. Vua Pasenadi liền nói, nàng thấy chưa, nếu đó là phúc đức của nàng, vậy thì chẳng phải bây giờ đã mất rồi sao? Hoàng hậu Moli nói, mọi thứ để tùy duyên đi, cái gì là của thiếp sẽ là của thiếp, thứ không phải của thiếp thì cũng không có cách nào khiến nó là của thiếp được. Ngày hôm sau, hoàng hậu Moli phải đón tiếp khách. Vì thế, nàng đã sai người hầu ra ngoài mua vài con cá để nấu. Kết quả là lúc mổ cá, người hầu phát hiện ra trong bụng con cá có một chiếc nhẫn kim cương, liền bẩm báo lên hoàng hậu. Hoàng hậu nói, đây chẳng phải là chiếc nhẫn kim cương của ta sao? Nàng vui mừng đeo chiếc nhẫn lên tay rồi đi tìm quốc vương. Hoàng hậu nói, quốc vương, ngài nhìn này, chiếc nhẫn kim cương của thiếp đã trở về rồi. Quốc vương thấy vậy liền nghĩ lại chuyện đêm trước, chính mình đem chiếc nhẫn ném xuống sông. Cuối cùng, quốc vương Pasenadi cũng tin rằng mọi thứ không phải do ông ban cho hoàng hậu, mà là phúc của bản thân nàng ấy. Qua hai câu chuyện trên, có thể thấy rằng không chỉ số mệnh của một người, mà ngay cả chức sắc bổng lộc mà một người được nhận trong đời cũng là đã được định sẵn từ trước. Vậy thì chúng ta tranh giành đấu đá để làm gì? Nhiều người còn vì tranh vì đấu mà hao tổn tâm sức, ăn không ngon, ngủ không yên, một chút thanh thản bình yên trong tâm cũng không có. Cả đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng chỉ để hiểu rằng danh lợi là thứ phù du hư ảo. Kẻ giác ngộ biết mệnh số do trời nên chỉ chuyên tâm sống sao cho đúng đạo. Cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì muốn cũng chẳng được. Sống thuận theo thiên lý, tu tâm hướng thiện chẳng phải là lựa chọn của bậc trí giả, của người giác ngộ, hiểu thấu lẽ đời hay sao? Và cuối mỗi bản tin, chúng tôi vẫn hay chia sẻ đến quý vị. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị hãy thử tìm hiểu về khí công xem sao.
Vì theo Hồng Nhung được biết, luyện tập khí công cũng là một liệu pháp thật tốt, hỗ trợ cơ thể, tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Đường link đọc sách và hướng dẫn luyện công hoàn toàn miễn phí chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé! Quý vị yêu mến của Hành Trình Tương Lai, đừng quên đăng ký, chia sẻ kênh của chúng tôi. Hơn nữa, quý vị cũng có thể tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để theo dõi những video nhân sinh khác. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả ngay bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta hãy cùng nở một nụ cười thật tươi và sảng khoái để chào đón một ngày mới nhé!